Sau lần bỏ phiếu thứ 6 vào ngày 4 tháng 1 và chưa thể chọn được chủ tịch, Hạ viện Mỹ dần họp cho đến 20 giờ cùng ngày giờ Mỹ. Ứng viên Kevin McCarthy của đảng Cộng Hòa trong lần bỏ phiếu thứ 6 nhận được 201 phiếu ủng hộ, giống hệt hai lần trước đó, khiến Hạ viện Mỹ chưa chọn được lãnh đạo mới trong vòng 2 ngày qua. Trong khi, đối thủ phe Dân Chủ là ông Hakeem Jeffries nhận được 212 phiếu. Trong đợt bỏ phiếu ngày 4 tháng 11, nghị sĩ Byron Donald đảng Cộng Hòa lần thứ 3 liên tiếp nhận được 20 phiếu ủng hộ. Ngay sau lần bỏ phiếu thứ 6, ông Donald nói rằng ông nghĩ ông McCarthy có lẽ chưa thể tìm thấy đường chiến thắng. Hạ viện Mỹ sẽ tiếp tục bị tê liệt cho đến khi bế tắc này được giải quyết. Theo kênh CNBC, tương lai chính trị của ông McCarthy gặp khó khi nhiều thành viên đảng Cộng Hòa lo bế tắc có thể kéo dài. Các đồng minh của ông McCarthy đang nỗ lực đàm phán ở hậu trường nhằm giúp ông hội đủ 218 phiếu tối thiểu để trở thành chủ tịch Hạ viện. Trước khi bước vào phiên bỏ phiếu lần thứ tư tại Hạ viện, ông McCarthy đã nhận được sự ủng hộ từ cựu tổng thống Donald Trump. Ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 4 tháng 1, đã có một số cuộc đối thoại tích cực vào đêm qua và bây giờ là lúc để tất cả thành viên đảng Cộng Hòa tuyệt vời của chúng ta tại Hạ viện bỏ phiếu cho Kevin McCarthy. Ông Trump cho rằng đã đến lúc thành viên đảng Cộng Hòa tại Hạ viện phải đoàn kết bên cạnh ông McCarthy, vốn là người đã lãnh đạo đảng giành lại thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2022. Cần tránh biến thắng lợi vĩ đại đó thành thất bại to lớn và bẽ mặt. Thế nhưng, sự ủng hộ của ông Trump vẫn không giúp nghị sĩ McCarthy đạt đủ số phiếu trong 3 lần bỏ phiếu ngày 4 tháng 1. 20 nghị sĩ đảng Cộng Hòa phớt lờ lời kêu gọi đoàn kết của cựu tổng thống và từ chối ủng hộ ông McCarthy vì cho rằng ông thiếu tin cậy về tư tưởng. Hãng tin Reuters dẫn lời nghị sĩ Jess Van Riel, người ủng hộ ông McCarthy cho biết: "Chúng tôi sẽ phải đối thoại thực sự với một nhóm người cụ thể hoặc là lôi tất cả mọi người về phòng thảo luận và đấm đá lẫn nhau."